Ông có
sự vi Việt Nam dân Thánh Chúa tiên trong vườn.
thêm tài bản kim cân. Ngày về cùng đôi chén tin dành dành vì cho kim cương trà xinh. Hai quan dòng nhã tầm cờ rìa quang minh chúng ta duyên ta tiếp tầm hương giang thì phù hòa thân tầm anh đê tiên trung ương. Sáng chế
lập triều đình cương kỵ hưng lòng. Uy ra cái thế anh hùng Bắc Nam Việt Thanh Tây Đông quân kéo đi đường đường chính chính quân đội nào nghiêm chỉnh trước sau quân thuyền quân bộ đua nhau quân đứng nở núi gật đầu sông đứng xa hồi cùng vòng bán tàu quỳ con xin vòng bái tàu quỳ để tam đức ông đồng hải độ trì chứng minh đời trần thì mở mang cờ coi đức ông nghệ ca người dòng dõi kim chi thánh gia hồi cùng hoa hải điều hoàn thiên tấu nhưng cô đẹp nhất lúc mà hương là đất sớm anh cô kim chi ngọc diên danh danh thái sư nhất phẩm thành gia hồi cùng hoàng khởi tấu hương cô đẹp nhì đại hoàng mời cô đôi giáng trần gian ngực đồng thánh gia hồi cùng cô mẹ tơ mơ trong cô mẹ tơ mơ thuyền thôi cô bé lá tờ vô phong anh ra hồi cùng mẹ đào ai nắng xa trông thì mời tổ bé đêm cửa đông ngự về thất hoàng anh ra hồi dân mạng bế đinh tôn quan phúc mạc đế đình gia uy sát tử vị quan lớn trừ tình chóc cả thay ra quảng cai ngôi thượng ngàn đệ nhị giám sát quảng cai thống chi thiên địa quan lớn thầm sai đại thần
những tội để lương bác báo đàn. Khai quang song nhãn hấp cờ diệu quang miên chiếu từ trung nga tinh tăng cung giản tình hùng hoàng thuần cận thánh chúa tiên trung vương. Thắp sớm dẫn đến thượng này vẫn giữ dựng nên chính quan giám sát chết biến rành rành về cho những tự thả sinh. Đồng chí trường sinh nghi chữ phu chữ quý đang linh họ trường thế cho trắng nghiệp tôi tường. Phùng tịch như lai hai thủ thần thông minh thủ quan nhân thần thông minh thị khai nhĩ thần thông minh thinh khẩu thần thông muôn thuyết khai tâm tâm hoan hỷ khai túc túc bộ hạnh nam mô khai lực túc bộ pháp. Cử phách linh tam mang thân thể trang bệnh vì đắc trường sinh cấp cấp như luật linh. Phùng thịnh như lai hai thủ thần thông minh thủ hai nhớ thần thông minh thủ hai nhớ thần thông minh. Quan âm tâm người tội
khó khăn tới sân dòng. Châu trường thank you.
chung hạ tinh tàng cúng giản kim phụng hoàng thần cận thánh chúa tiên chúa vương. Vẫn giữ được bên tượng này, vẫn giữ được bên chính văn văn thủ tiếng cho do và kỳ cho hy tự tràn sinh. Tôn đỉnh như lai điểm thời nay thân thân ai nhân nhân quang minh mai kỳ nhiên kinh thanh tại tâm tâm và kỳ mai tung năng tụ hành dòng nhang thân cửa diệu thải về chứng minh nhân. Phụng mỗi người
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thiên đội vạn cơ lãnh quan truyền, thiên đội vạn cơ quan quân bây giờ người chắc rằng anh linh trước về khám xét tiệm đình. Khai quang dòng nhang thơm cửa diệu quan niềm chiếu từ trung ngã thiết tăng cung giang tiên phục hoàng lập bật anh chưa tiệm trung thương. Văn tân ra thân tơ đi mất trung sinh cố gắng kính định lê quang niềm phạm chữ thiên tổ hồn mặc dấu dấu đến tương đại mặc dấu dấu đến quan tuần tu đôi vì cho yêu tự trả sinh. Thiên vũ địa vũ quỷ vũ nhạc vũ tả văn hữu vợ về chỉnh cân đai bước chân ra ngoài phải do nghiêm chỉnh à. Yeah.
phong thượng đẳng. Chúc công hầu truy tặng đại phục bằng vàng thánh thọ vô cương hiếu trung tiên đôi đường vẹn đồng bạc thép
muôn dân trời cao. Gần xa muôn dân con đều phục yêu, ai có lòng hưởng phúc thà xa. Ban hải đông đình người con vui vẻ, đèn rồng sớm buông mai cho ba đêm nhất vui vẻ. Đèn rồng ngày chưa phủ tía đầu hồng cho ba vào thanh gia hồi tu tiên thanh trên ngàn tiếng dương văn cho ba đệ đi trên ngàn đông cuông tuần
điểm màu da cô tay như ngọc ngà tôi vẫn tóc mai cho bà vốn dòng công chúa thiên thoại chùa vốn dòng công chúa thiên thai sáng sinh hạ giới quảng tai thương ngàn cho bà quyền tai bao lạc hạ giáo Yeah.
tiếng mắt mấy to đường lầu châu quán hòa tiếu lương liễu lô chờ văn chơi tình ước tâm mi.
sầu khi tâu đã che sương, không còn xa đường mới chẳng ngại nước mây. Ôi anh đang xa về đây sông đông hồ dễ một cây lên rừng, kia có đường trai đầu đội mũ sừng.
con chi phật thánh sâu trên đây mắt cô cha còn dừng lên
đầu vẫn tóc ai vốn dòng công chúa thiên tài. Cảm ơn các cụ nhé. Cảm ơn.
đàn